Giới chức Tây Ban Nha cho biết số người thiệt mạng do trận lũ lịch sử ở nước này đã tăng lên và có thể còn cao hơn. Lực lượng cứu hộ Tây Ban Nha đang tập trung tìm kiếm thi thể trong các gara bị ngập ở Valencia sau trận lũ tàn khốc. Số người chết lên tới 217 người, hầu hết ở khu vực phía đông Valencia. Đây là thảm họa tồi tệ nhất ở Tây Ban Nha trong nhiều thập kỷ. Mưa lũ đã cuốn trôi nhiều nạn nhân trong xe của họ trên đường và trong các không gian ngầm như bãi đậu xe, đường hầm gara, nơi hoạt động cứu hộ đặc biệt khó khăn. Thợ lặn đã được huy động cho công tác cứu hộ dưới hầm vào ngày 4 tháng 11. Máy móc hạng nặng được sử dụng để thoát nước tại hai bãi đỗ xe lớn trong các trung tâm mua sắm ở thị trấn Andaya và Anfafa, nhưng vẫn còn nhiều gara trong các tòa nhà dân cư và siêu thị mà lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể vào được. Các chức trách cũng đã bắt đầu cảnh báo người dân về nguy cơ dịch bệnh, đặc biệt là bệnh uốn ván, bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra co thắt cơ. Thủ hiến khu vực Valencia hôm ngày 4 tháng 11 đã kêu gọi cư dân ở các khu vực bị ảnh hưởng và những người đã đến đó để giúp đỡ hãy tiêm vaccine trong trường hợp bị thương nặng hoặc chảy máu trong quá trình dọn dẹp. Trước bãi đậu xe của trung tâm mua sắm Bonne, các nhân viên cứu hộ phủ nhận tin đồn tìm thấy nhiều thi thể. Họ nói rằng có 600 người chết ở đây. Đúng là chúng tôi đã tìm thấy xe đẩy trẻ em và mọi thứ đều rất ảm đạm. Nhưng hiện tại không có thi thể nào cả. Chúng tôi chia nhóm tìm theo khu vực, đập vỡ cửa xe, dùng gậy dò mặt đất và chúng tôi chưa tìm thấy bất kỳ xác chết nào, nhân viên cứu hộ nói. Tại Sedavi, dân số 10.600 người, các công nhân cũng đang bơm nước ra khỏi một bãi đậu xe bị ngập ở trung tâm thị trấn sau khi nhận được cảnh báo rằng có thể có 12 đến 15 người mắc kẹt ở bên trong. Có người nhìn thấy mọi người đi vào nhưng không thấy họ đi ra. Hiện tại chúng tôi không biết, đó chỉ là suy đoán, một sĩ quan thuộc đội cứu hộ, sở cứu hỏa Madrid giải thích. Khi nước lũ bắt đầu tràn vào các đường phố vào ngày 29 tháng 10, nhiều người dân đã vội vã chạy xe vào hầm giữ xe mà không kịp suy nghĩ. Các không gian ngầm thường được cảnh báo có thể trở thành cái bẫy chết người trong những trận mưa lũ. Hôm 4 tháng 10, chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố sẽ triển khai thêm 2.500 quân tới khu vực phía đông để tham gia công tác cứu hộ, ứng phó với thảm họa mưa lũ. Theo Francisco Javier Marcos, người đứng đầu đơn vị khẩn cấp quân sự của Tây Ban Nha, đến đêm 4 tháng 10, quân đội dự kiến có khoảng 7.800 quân có mặt tại khu vực này. Con số này chưa tính đến 5.223 nhân viên cảnh vệ dân sự và 4.256 cảnh sát quốc gia được huy động trước đó. Truyền thông cho biết một phần nguyên nhân dẫn đến thương vong lớn là do giới chức đã phát cảnh báo chậm cho người dân. Giới khoa học cũng nhận định cuộc khủng hoảng khí hậu do con người tạo nên đã làm gia tăng cường độ, thời gian và tần suất xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Cơn bão Insing được dự báo sẽ có đường đi chen vào chính giữa đường đi của hai cơn bão trước nó là Chami và Congrey. Và cường độ của bão Insing cũng nằm ở khoảng giữa cường độ của hai cơn bão này. Như vậy, sau bão Chami và siêu bão Congrey, giờ thì đến bão Insing đe dọa ảnh hưởng đến phía bắc Philippines. Cơ quan khí tượng Philippines thúc giục người dân ở phía bắc của nước này, những nơi đã bị ảnh hưởng bởi bão Chami ở Philippines gọi là bão Christine và siêu bão Congrey ở Philippines gọi là bão Leon, lại chuẩn bị ứng phó với thiên tai vì bão Insing ở Philippines gọi là bão Mas và có thể lại nhằm vào đây. Bão Chami, nước ta gọi là cơn bão số 6, và bão Congrey đã gây thiệt hại nặng nề cho Philippines trong nửa sau của tháng 10, khiến ít nhất 150 người thiệt mạng. Giờ bão Insing đang ở phía đông Philippines, lúc chiều ngày 4 tháng 11, cơn bão này có sức gió 100 km/h giật cấp 10, gây sóng cao nhất tới 8,2 m, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tâm cảnh báo bão Liên Hợp của Mỹ. Có một điều tình cờ khá lạ về đường đi của bão Insing. Đường đi của Insing chen vào chính giữa đường đi của Chami và Congrey, nhà khí tượng học Verónica Torres của Pasaga nói vào ngày 4 tháng 11. Nên người dân ở những nơi bị ảnh hưởng bởi hai cơn bão trước cần sẵn sàng vì Insing có thể ảnh hưởng đến chính những nơi đó. Không chỉ đường đi mà cường độ tối đa của bão Insing cũng được dự báo sẽ ở khoảng giữa cường độ tối đa của hai cơn bão trước. Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp của Mỹ, bão Insing có thể đạt cường độ tối đa vào khoảng ngày 6 tháng 11 thứ tư tới với sức gió 165 km/h giật cấp 14 khi nó đến gần Philippines. Pasaga không loại trừ khả năng bão Insing sẽ đổ bộ phía bắc Philippines vào khoảng thứ 6 ngày 8 tháng 11. Dù không đổ bộ mà chỉ đi gần, bão Insing vẫn có thể gây mưa to, gió lớn và nước biển dâng. Sau khi đi gần Philippines, bão Insing sẽ được dự báo sẽ đi vào biển Đông, khi đó nó có thể có sức gió 130-140 km/h giật cấp 12-13. Hiện chưa thể chắc chắn bão Insing vào biển Đông thì có ảnh hưởng thế nào. Vì vậy, người dân lưu ý theo dõi các bản tin để có thông tin cập nhật về cơn bão này. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa cập nhật dự báo mới nhất về tình hình mưa lũ tại miền Trung. Theo đó, mưa lớn có khả năng kéo dài đến ngày 8 tháng 11, thay vì ngày 10 tháng 11 như dự báo trước đó. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm cho biết mặc dù mưa lớn có thể giảm sớm, nhưng tình hình vẫn diễn biến phức tạp với khả năng xuất hiện 2 đến 3 đợt mưa lớn sau ngày 10 tháng 11. Cụ thể, nửa đầu tháng 11, mưa lớn tập trung ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Nửa cuối tháng 11 và đầu tháng 12, mưa lớn sẽ tập trung ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên.
Trong những ngày qua, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đã ghi nhận mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 3 tháng 11 đến 8 giờ ngày 4 tháng 11, có nơi trên 100 mm, như Kim Thủy, Quảng Bình 113,6 mm, Hải An, Quảng Trị 245,4 mm, Điền Hương, Thừa Thiên Huế là 141,8 mm. Dự báo từ ngày 4 tháng 11 đến sáng ngày 6 tháng 11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 400 mm. Từ ngày 4 tháng 11 đến đêm ngày 5 tháng 11, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa từ 50 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Nam Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày và đêm 4 tháng 11 có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Cảnh báo chiều và đêm 6 tháng 11, từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nguy cơ mưa cục bộ, cường suất lớn hơn 150 mm trên 6 giờ, từ ngày 4 tháng 11 đến sáng ngày 6 tháng 11 ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Một trong những nguyên nhân tác động đến các kịch bản mưa lũ ở miền Trung là sự xuất hiện của một cơn bão ngoài khơi Philippines. Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cho biết, hiện nay ở phía đông của Philippines đang có cơn bão thứ 22 trên vùng biển Tây Thái Bình Dương với tên quốc tế là Yinshing. Bão ở vị trí khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc và 133,8 độ Kinh Đông, đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ là 30 km/h. Cơ quan khí tượng của Mỹ và Nhật Bản đều cho rằng bão sẽ vào Biển Đông vào rạng sáng ngày 9 tháng 11, trở thành cơn bão số 7. Tiến sĩ Huy cho biết, từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 11, bão mạnh lên sẽ hút ẩm từ Biển Đông, khiến mưa ven bờ miền Trung giảm dần. Đến ngày 9 và 10 tháng 11, khi bão đạt cường độ mạnh nhất thì mưa ở miền Trung sẽ chấm dứt. Với việc điều tiết mực nước hồ chứa về mức thấp nhất ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế và Quảng Nam những ngày qua thì khả năng sẽ không có lụt ở các địa bàn này. Chuyên gia cảnh báo, dù kịch bản mưa có giảm, bà con vẫn cần cảnh giác đề phòng những tình huống cực đoan bất ngờ có thể xảy ra. Sự phẫn nộ của công chúng đang gia tăng về thảm họa ở Tây Ban Nha đã khiến ít nhất 217 người thiệt mạng và hàng chục người khác vẫn chưa được tìm thấy. Hầu hết các trường hợp tử vong xảy ra ở khu vực Valencia và hơn 60 trường hợp ở vùng ngoại ô Paiputa. Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles nói với đài phát thanh nhà nước RNE rằng quân đội đã cử khoảng 5.000 binh sĩ vào cuối tuần để giúp phân phối thực phẩm và nước uống, dọn dẹp đường phố và bảo vệ chống cướp bóc, và 2.500 người nữa sẽ tham gia cùng họ. Một tàu chiến chở 104 lính thủy đánh bộ cùng xe tải chở thực phẩm và nước uống đã cập cảng Valencia ngay cả khi một trận mưa đá lớn trút xuống Barcelona cách đó khoảng 300 km. Người đứng đầu khu vực Valencia, Carlos Majón, cho biết khu vực của ông sẽ trao riêng cho mỗi hộ gia đình 6.000 euro và cung cấp ít nhất 200.000 euro để giúp mỗi thị trấn giải quyết nhu cầu chi tiêu cấp bách. Tổng cộng, ông Majón thuộc Đảng Nhân dân Bảo thủ cho biết khu vực này sẽ yêu cầu chính quyền trung ương Tây Ban Nha cung cấp gói viện trợ đầu tiên trị giá khoảng 31,4 tỷ euro, bao gồm cả tiền để tái thiết cơ sở hạ tầng quan trọng. Các chính trị gia đối lập cáo buộc chính quyền trung ương cánh tả hành động quá chậm trong việc cảnh báo người dân và cử lực lượng cứu hộ. Ông Majón đã tuyên bố rằng Liên đoàn Thủy văn Juca CHG, đơn vị đo lượng dòng chảy của các con sông và khe núi của đất nước, đã hủy cảnh báo, đã lên kế hoạch 3 lần. Tuy nhiên, chính quyền Tây Ban Nha cho biết CHG không đưa ra cảnh báo rủi ro lũ lụt, vốn là trách nhiệm của chính quyền khu vực. Người dân địa phương chỉ trích cảnh báo chậm trễ của chính quyền về mối nguy hiểm và phản ứng chậm trễ của các dịch vụ khẩn cấp. Trước đó, một số cư dân Paiputa đã ném bùn vào Thủ tướng Pedro Sanchez, vua Philip và vợ ông, Hoàng hậu Letizia. Bộ trưởng Nội vụ Malaska cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên TVE, đổ lỗi cho một số ít phần tử cực đoan đã gây rắc rối. Vào thứ Hai, đơn vị điều hành sân bay ANA cho biết khoảng 50 chuyến bay dự kiến cất cánh từ sân bay El Prat bị ngập một phần ở Barcelona đã bị hủy hoặc bị chậm trễ nghiêm trọng, trong khi 17 chuyến bay dự kiến hạ cánh tại đó đã bị chuyển hướng. Một số dịch vụ tàu hỏa địa phương cũng đã bị hủy. Đội cứu hộ đã sử dụng máy bay không người lái và máy bơm nước để tìm kiếm và dọn sạch các bãi đậu xe và nhà để xe ngầm. Họ cũng tìm kiếm các cửa sông nơi dòng nước có thể đã cuốn nhiều thi thể các nạn nhân vào đó. Sống trong sợ hãi vì thang máy chung cư liên tục rơi tự do. Sáng 30 tháng 10, bà Hoàng Thị Làng, 59 tuổi, sống tại tòa HH03E, khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội, đưa cháu tới trường rồi trở về nhà. Bấm thang máy để lên tầng, nhưng khi đang vận hành đến tầng thứ 12A, thang máy bỗng đột ngột dừng lại rồi rơi tự do xuống dưới.
Lúc này trong thang máy chỉ duy nhất bà làng, sự việc khiến người phụ nữ này tim đập nhanh, chân tay run rẩy, tinh thần hoảng loạn, liên tục bấm chuông để cầu cứu nhưng không có phản ứng. Lúc đó tôi vô cùng hoảng loạn vì không thể thoát ra ngoài, sau 30 phút cầu cứu bảo vệ mới tiếp cận giúp đỡ. Đây không phải lần đầu tiên tôi mắc kẹt trong thang máy, cách đây nửa tháng tôi cũng gặp cảnh thang đi lên tầng rồi rơi xuống tự do, sau đó lại đi lên lại, liên tục như vậy, lần khác thì thang rung lắc dữ dội, đến giờ tôi vẫn ám ảnh, sợ hãi không thể quên, bà làng nhớ lại. Không chỉ bà làng mà nhiều dân cư ở chung cư Thanh Hà đều đã gặp tình trạng mắc kẹt trong thang máy, thậm chí nhiều trẻ em bị kẹt la hét ầm ĩ. Phản ánh với chúng tôi, chị LH ở tòa chung cư HH03C cho biết vào lúc 17h20 phút ngày 28 tháng 10, thang máy của tòa nhà di chuyển đến tầng 7 thì bất ngờ tụt xuống giữa tầng 3-4 rồi dừng lại, khiến hàng chục người bên trong hoảng loạn. Lúc đó bên trong có 7 trẻ em và người lớn, thang máy tụt xuống bất ngờ và dừng lại ở lưng chừng. Cảnh tượng hoảng loạn khó tả, chúng tôi bấm nút báo động, sau đó có bảo vệ chạy lên cậy cửa cho mọi người đi ra. Chị H cho biết, khi thoát ra ngoài, nhiều người không dám di chuyển bằng thang máy mà tiếp tục đi thang bộ lên cao hơn chục tầng. Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Phan Minh Châu, tổ trưởng tổ dân phố 4, xã Cự Khê cho biết, tại các tòa của khu đô thị thường xuyên xảy ra sự cố thang máy, dù đơn vị bảo trì đã được thay đổi nhưng sự cố vẫn liên tục xảy ra. Điển hình có thang máy của tòa nhà bị hỏng nhưng hơn một tháng vẫn bị treo mà không được sửa. Chúng tôi đã gửi nhiều đơn thư kiến nghị đến các cơ quan chức năng, tại các cuộc họp cũng được nêu ra nhưng không được giải quyết. Ông Châu nói sau khi sự việc trên được chia sẻ lên nhóm của khu dân cư, nhiều tòa chung cư khác cùng khu đô thị Thanh Hà đều khẳng định hàng loạt thang máy thường xuyên xảy ra sự cố tương tự. Cùng cảnh ngộ như bà làng, chị Nguyễn Mến ở chung cư đô thị Thanh Hà luôn sống trong sợ hãi mỗi lần đi vào thang máy. Người phụ nữ này kể cách đây không lâu khi đi cùng con trai di chuyển xuống tầng 1 thì bất ngờ thang máy mất kiểm soát rơi từ tầng 12 xuống tầng 11. Cả hai mẹ con, chị Mến hoảng loạn, chỉ biết ôm lấy nhau trong sợ hãi. Mới bình ổn đợi được tinh thần được vài ngày, hôm 27 tháng 10 lúc 19 giờ, mẹ chị Mến và con gái 1 tuổi sau khi chơi ở dưới sân chung cư, sử dụng thang máy đi từ tầng 1 lên nhà cũng bất ngờ tụt xuống và mắc kẹt ở giữa tầng 1 và 2. May mắn bà mang điện thoại đi và gọi cho tôi thông báo tình hình. Ngay lập tức tôi cùng chồng di chuyển bằng một thang khác xuống sảnh thông báo cho bảo vệ tiến hành giải cứu hai bà cháu. Mất 30 phút thì mẹ và con gái tôi mới thoát được ra ngoài. Con gái vì bị nhốt trong không gian chật hẹp, thang máy cắt hệ thống thông gió nên vừa hoảng sợ, khóc suốt 30 phút, nóng toát hết mồ hôi, chị Mến chia sẻ. Từ lần đó, mỗi lần bước vào thang máy, chị Mến đều vô cùng lo lắng, tim đập chân run. Nhiều lúc chị tính phương án đi bộ cho an toàn, nhưng do nhà ở tầng cao, gia đình lại toàn phụ nữ và trẻ nhỏ nên đành tặc lưỡi chấp nhận rủi ro đi thang máy. Chúng tôi mua nhà về đây, đóng phí dịch vụ, phí bảo trì nhưng liên tục gặp sự cố, sống trong bất an, lo lắng trong chính chung cư của mình, chị Mến nói. Chuyên gia cảnh báo thang máy rơi tự do vô cùng nguy hiểm, có thể gây chết người. Việc thang máy rơi hay bị kẹt không chỉ diễn ra thường xuyên tại khu chung cư Thanh Hà mà tại khu chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, cư dân cũng sống trong nơm nớp lo sợ khi cứ ít ngày lại có vụ thang máy rơi bị kẹt. Một vụ việc tương tự mới xảy ra tại khu HH Linh Đàm vào lúc 17h50 phút ngày 24 tháng 10. Nhiều cư dân sinh sống tại tòa HH3B trong thang máy di chuyển từ tầng cao xuống dưới tầng 7-8 thì bất ngờ bị trượt xuống tầng 4, khiến những người bên trong gồm có phụ nữ có thai, trẻ sơ sinh, nhiều trẻ em đi học về gặp phải tình huống hoảng loạn. Chị Quỳnh sống tại tòa HH3B chia sẻ, sự việc rơi thang máy diễn ra rất nhiều năm tại nhiều tòa nhà thuộc khu chung cư HH, nhưng hơn một năm trở lại đây, tần suất thang máy hỏng, ngừng hoạt động, rơi, kẹt ngày càng dày. Trong vài tháng liên tiếp xảy ra các vụ kẹt thang, rơi thang xảy ra đều vào giờ cao điểm, đông dân cư, học sinh, trẻ em đi lại. Trước đó vào khoảng 7 giờ ngày 26 tháng 8, trong 20 phút tại tòa nhà HH2C Linh Đàm xảy ra liên tiếp hai sự cố thang máy. Thang máy số 11 của tòa nhà đang vận hành thì mắc kẹt tại hố thang giữa tầng 1 và tầng hầm, bảo vệ phải cậy cửa để đưa người dân ra ngoài. Chỉ 20 phút sau, thang máy số 13 cùng tòa bỗng dưng ngừng hoạt động, người dân đang loay hoay chưa biết xử lý sao thì thang máy đột ngột đóng cửa cabin, kéo lên khi chưa đóng hết cửa, suýt kẹt trúng một người đàn ông mới bước được nửa người vào trong. Theo người dân ở đây, sau các sự cố thang máy, cư dân đều có ý kiến với ban quản lý chung cư và đơn vị bảo trì thang máy để kiểm tra khắc phục, tuy nhiên việc thang rơi tự do vẫn xảy ra. Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Hải Đức, Chủ tịch Hiệp hội Thang máy Việt Nam cảnh báo, tình trạng thang máy mất kiểm soát đóng cửa khi hoàn toàn không có người trong cabin hoặc dừng đột ngột khi đang hoạt động là tình huống vô cùng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng người sử dụng. Theo ông Đức, thang máy bao gồm hai hệ thống chính là cơ khí và điện. Các vấn đề cơ khí như cảm biến tầng không hoạt động hoặc cửa thang máy hở đều có thể gây ra hiện tượng thang máy di chuyển mất kiểm soát. Hệ thống đối trọng và cáp tải nếu không được kiểm tra điều chỉnh đúng mức cũng có thể gây trượt thang, đặc biệt khi hệ thống cảm biến tải trọng không chuẩn dẫn đến việc quá tải mà không báo động, thang máy có thể trôi hoặc dừng lại đột ngột khi quá số lượng người cho phép, vấn đề an toàn thang máy còn đến từ yếu tố con người.
Ông Đức chỉ ra rằng đội ngũ kỹ thuật viên phụ trách thang máy tại nhiều tòa nhà không có đủ chuyên môn, chứng chỉ hoặc bị thiếu đào tạo, dẫn đến tình trạng đấu tắt mạch an toàn để tránh lỗi hệ thống, khiến thang máy có thể hoạt động ngay cả khi cửa chưa đóng hoàn toàn. Đây là hành vi nguy hiểm, đặc biệt là thang máy không có hệ thống ngăn chặn gian lận như tại các nước châu Âu. Ông nhấn mạnh rằng kỹ thuật viên bảo trì thang máy cần phải được đào tạo chuyên sâu và có chứng chỉ hợp pháp. Đồng thời, người quản lý vận hành tòa nhà cũng cần có chứng chỉ vận hành thang máy để đảm bảo an toàn cho người dân. Qua sự việc nói trên, tôi khuyến cáo đối với quản lý vận hành tòa nhà phải nắm vững chuyên môn, nếu không, tai nạn không sớm thì muộn sẽ xảy ra. Đối với kỹ thuật, quản lý vận hành tòa nhà phải nắm vững những vấn đề này, phải có chứng chỉ đào tạo. Sau khi bảo trì bảo dưỡng phải rà soát kiểm tra tất cả các mạch an toàn. Kỹ thuật viên phải hiểu việc đấu tắt này hết sức nguy hiểm, gây ra tai nạn chết người có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự. Người dân không chen lấn xô đẩy, không cố tình bước vào cabin khi cửa thang máy bắt đầu đóng lại, ông Đức chia sẻ thêm. Ông cũng khuyến cáo thêm, trong trường hợp muốn mở giữ cửa thang máy, người dân chỉ nhấn nút mở thang trên bảng điều khiển một lần, không nhấn giữ quá lâu hoặc sử dụng tay, chân, vật dụng khác ở giữa cửa thang khi đang đóng lại. Nằm cách Hồ Hoàn Kiếm khoảng 200m, khu tập thể số 11 Vọng Đức, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, được xây dựng gần 60 năm đang xuống cấp nghiêm trọng. Gắn bó gần hết đời người, bà Hoa ngạc nhiên khi căn hộ 30m2 tại khu tập thể nhà mình được giao bán trên mạng với giá gần 10 tỷ đồng. Cuộc sống bên trong khu tập thể tối tăm ở Hà Nội. Khu tập thể được xây 4 tầng lợp ngói, gồm khoảng 160 căn hộ rộng từ 6 đến 24m2. Hàng trăm hộ dân ở đây đang sống trong một cảnh chật chội, ẩm thấp, thiếu sáng, ngày mưa phải dùng đến xô chậu để hứng nước. Từ ngày nghỉ hưu, bà Hoa, 74 tuổi, cũng quen với công việc ngồi bán nước trước cửa khu tập thể mỗi sáng. Bà chủ yếu bán cho người cao tuổi quanh khu vực đi tập thể dục, tận hưởng không khí đông đúc, ngột ngạt nơi phố thị. Vài tháng nay, khu vực bà Hoa sống nhộn nhịp hẳn lên. Có người môi giới dẫn khách đến xem nhà, người mua hỏi thông tin, có khách quen còn trêu đùa, bà Hoa sắp giàu to rồi. Lý do là mới đây một căn hộ rộng 30m2, mặt tiền 3m tại khu vực nhà bà đang sống được giao bán trên một số trang bất động sản với giá là 9,8 tỷ đồng, tương đương hơn 326 triệu đồng trên 1m2. Bà Hoa gắn bó với khu tập thể đến nay là 54 năm, căn hộ 12m2 là nơi bà cùng chồng và ba đứa con, hai gái một trai sinh sống. Từ việc quay trái, quay phải đều đụng phải nhau. Thời đấy, các hộ về đây được cấp cho 24m2, sau đó công nhân đông lên, nơi ở không đủ, các căn hộ được phân nhỏ ra để chia. Nhà nào có vợ chồng, con cái thì được 12m2, nhà nào độc thân thì 6m2, bà Hoa nói. Bà cũng chia sẻ, năm 1970 có nhà đã là may mắn, chẳng ai kêu ca về chuyện chật hẹp hay khó khăn. Nhưng xã hội ngày càng phát triển, công nhân đến tuổi lập gia đình, sinh con đẻ cái, dân số khu tập thể ngày một tăng theo cấp số nhân, cuộc sống dần chật chội. Tổng diện tích của khu tập thể gần 400m2 chia làm 4 tầng, mỗi tầng 20 hộ sinh sống. Những căn hộ tầng 1 còn được 12m2, các căn hộ tầng trên vì chừa lại lối đi nên diện tích chỉ còn hơn 10m2. Trong ký ức của bà Hoa, trước đây khu tập thể có sân rộng, thoáng mát, trước mặt, sau có thể đi quanh. Nhưng số dân ngày càng một nhiều lên, mọi người mua nhà, cơi nới dần, giờ chỉ còn lại một lối đi nhỏ hẹp. Cả mấy chục căn hộ, chỉ có một lối ra vào duy nhất, xe máy xếp kín hai bên mất an toàn. Những tầng trên không có không gian sống nên phải đua ra theo dạng xây chuồng cọp. Một số hộ không chịu được cảnh chật chội phải chuyển đi. Nhà bên có điều kiện chút thì mua lại, sửa sang cải tạo lại thì có nhà vệ sinh riêng, chỗ ngủ rộng hơn chút, còn lại có hộ chỉ đủ kê cái giường, bà Hoa nói. Khu tập thể của bà Hoa mỗi tầng có một nhà vệ sinh chung, nhiều lúc phải xếp hàng chờ đợi lần lượt tắm rửa đi vệ sinh, nhưng bà cho biết ở mãi thành quen, con cái bà sau nhiều năm chen chúc trong căn hộ 12m2 đã ra riêng lập gia đình, chuyển đi nơi khác thuê nhà sinh sống. Chồng bà Hoa mất, bà chẳng muốn làm phiền con cháu nên bám trụ lại đây. Cô con gái và cháu gái mấy năm về ở chung nên bà cũng đỡ buồn. Hiện bà Hoa sống cùng con gái và cháu gái trong căn phòng này. Để có thêm không gian sinh hoạt, bà làm một gác xếp để ngủ. Phía dưới chỉ đặt một chiếc giường và một chiếc ghế sofa. Thi thoảng có khách thì lấy ra ngồi. Không có chỗ, mỗi lần nấu cơm, bà kê nồi, bếp trên bể nước của khu tập thể để nấu. Đồ dùng nhà bếp cũng được tối giản hết sức, chỉ có một chiếc nồi cơm điện. Vừa kho cá, đổ ra bát lại chuyển qua cắm cơm. Ngoài cái mác có nhà Hà Nội, ở đấy chẳng có gì cả. Có lần chúng tôi được lên báo, nhiều người còn cười bảo Hà Nội mà nhà chẳng ra nhà, không bằng cả ở quê, bà Hoa cười nói. Bất ngờ căn hộ tập thể được giao bán 4 đến 10 tỷ đồng. Ở đây bao năm, bà Hoa chưa một lần nghe trả giá căn hộ ở đây 2 đến 3 tỷ đồng, chứ đừng nói đến 10 tỷ đồng như mọi người đồn. Cách đây vài tháng, bà nghe nói một căn sát mặt đường bán nhưng không nghĩ được tận 10 tỷ đồng. Tôi chỉ thấy họ chào bán trên mạng thế, chứ thực tế người dân ở đây cũng không có ai bán, mua nhà, không rõ từ khi nào giá nhà lại cao như vậy, bà Hoa cho hay.
Khảo sát một số trang bất động sản, một căn hộ tập thể sát mặt đường Vọng Đức đang được giao bán với giá gần 10 tỷ đồng. Một căn hộ khác nằm bên trong khu vực khu tập thể cũng được đang bán với giá là 4,6 tỷ đồng. Một môi giới bất động sản ở khu vực này cho biết nhà tập thể cũ, nhà trong ngõ ở Vọng Đức được giao bán 90 đến 150 triệu đồng trên 1m². Đối với căn hộ riêng lẻ sát mặt đường hoặc ngõ rộng ô tô đi lại được có giá 300 đến 400 triệu đồng trên 1m². Lý do nơi đây có giá đắt đỏ là bởi vị trí đắc địa nằm gần trung tâm Hồ Hoàn Kiếm, Tràng Tiền, thuận lợi di chuyển. Nếu sau này khu tập thể được cải tạo hoặc có dự án xây dựng mới thì đương nhiên các hộ dân cũng sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Giá nhà lúc đó cũng có thể tăng lên gấp 2 đến 3 lần, môi giới này nói. Trước những thông tin này, chị Quỳnh Anh, 44 tuổi, con gái bà Hòa cho biết, ở đây ngoài hai căn hộ nằm sát mặt đường có diện tích rộng hơn chút, đi lại thuận tiện, làm ăn buôn bán được, thì những căn hộ bên trong từ xưa đến nay chẳng ai bên ngoài đến hỏi mua vì chê chật chội, ẩm thấp. Nhà nào có điều kiện thì mua lại những căn hộ đã chuyển đi để mở rộng không gian sống. Hộ nào rộng chút thì được trên dưới 30m², chứ người từ nơi khác về mua thì tôi chẳng thấy, chị Quỳnh Anh nói và chia sẻ. Người dân sống ở đây như chị còn muốn chuyển đi, người có tiền chẳng ai lại vào đây để chịu khổ. Nhiều năm sống ở đây, chị Hoa từng chứng kiến một số hộ bán căn 6m² với giá là 300 triệu đồng. Căn 12m² được bán với giá là khoảng 1 đến 1,5 tỷ đồng tùy thời điểm. Chia sẻ về giá một căn nhà tập thể cũ giao bán 10 tỷ đồng, một người dân sống tại đây khẳng định, chỉ cần ai trả tôi 4 đến 5 tỷ đồng, tôi sẵn sàng bán ngay căn hộ mình đang ở, chuyển đi ngay trong ngày, chứ đừng nói đến con số hàng chục tỷ đồng. Trao đổi với phóng viên Giờ Việt, ông Nguyễn Thế Điệp, Ủy viên Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội cho biết, hiện nay có nhiều nhà đầu tư quan tâm đến các chung cư cũ, đặc biệt là khu căn hộ tại nội đô. Vì vậy, việc nhiều chung cư được giao bán với giá cao không phải điều bất thường. Theo ông Điệp, các nhà đầu tư thường nhắm đến các căn hộ tầng 1 nằm trên các mặt phố lớn hoặc gần đường chính. Những căn hộ này được cơi nới thêm để kinh doanh nên diện tích rộng hơn so với các tầng cao. Khi có chính sách đền bù, chủ sở hữu không chỉ được nhận diện tích gấp đôi căn hộ đang sở hữu mà còn giữ quyền kinh doanh, khiến phân khúc này ngày càng thu hút đầu tư. Nhu cầu nhà ở và nhà đầu tư hiện nay rất lớn nhưng nguồn cung chưa đủ, đây là nguyên nhân dẫn đến việc giá nhà tiếp tục tăng. Nhiều chủ sở hữu chung cư cũ không muốn bán hoặc ít bán vì kỳ vọng dự án cải tạo mở rộng sẽ giúp họ giữ vị trí trung tâm, ông Điệp cho hay. Ông Điệp cũng nhận định khu vực Vọng Đức gần Hồ Hoàn Kiếm có vị trí đắc địa và giá trị cao, giá ở đây có thể lên đến 1 đến 2 tỷ đồng trên 1m². Những căn hộ trong các khu vực đắc địa thường ít người bán, không chỉ do giá cao mà còn vì tâm lý chờ đợi các dự án cải tạo. Nhiều cư dân tại đây là công nhân, viên chức từng được cấp nhà ở và không muốn chuyển đi do quen thuộc với khu vực, diện tích căn hộ quá nhỏ để bán hoặc khó tìm nơi ở mới nếu bán đi, đồng thời mong đợi chính sách cải tạo. Theo quy định mới, diện tích căn hộ tối thiểu phải đạt 45m², với những căn hộ nhỏ hơn, chẳng hạn như 12m², chủ sở hữu sẽ được mở rộng gấp đôi lên 24m² và có thể mua thêm các phần diện tích còn lại với mục đích giá ưu đãi. Quy định này giúp người dân có thể sở hữu nhà trung tâm với chi phí hợp lý hơn so với việc mua căn hộ mới. Ví dụ, một căn hộ 30m², mặt đường sẽ được mở rộng thành 60m² nếu có dự án cải tạo hoặc xây mới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, giá nhà tại Hà Nội hiện tại có nhiều biến động và người mua nên cân nhắc kỹ lưỡng về lợi ích rủi ro khi quyết định đầu tư. Trong vài năm qua, không có dự án nào được phê duyệt cấp phép đầu tư. Hầu hết các dự án trên thị trường hiện tại đều là dự án cũ được mua đi bán lại, nguồn cung hiếm trong khi nhu cầu lớn khiến giá ngày càng cao. Chuyên gia cho hay, mặc dù giá nhà hiện tại cao, song nếu sắp tới các dự án mới được phê duyệt và triển khai đồng loạt, giá nhà có thể hạ nhiệt, người mua có thể bị lỗ khi xuống số tiền quá lớn cho một dự án đã cũ. Hiện trạng khu đất vàng được đề xuất làm công viên dọc bờ sông Sài Gòn. Công viên chạy dọc 1,1 km theo sông Sài Gòn, từ cầu Ba Son đến cầu Thủ Thiêm. Quy mô 10 hectare được đề xuất thực hiện để phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2025. Khu đất được quy hoạch để làm công viên sáng tạo, nằm dọc bờ sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Ba Son đến cầu Thủ Thiêm, có chiều dài dọc bờ sông khoảng 1.130m, chiều ngang theo mép bờ cao từ 100 đến 120m, thuộc phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Diện tích hiện hữu khoảng 10 hectare. Khu vực này là thảm thực vật tự nhiên với địa hình không bằng phẳng, hướng địa hình thấp dần về phía bờ sông Sài Gòn. Một số vị trí có địa hình trũng thấp, bị ngập nước, nhiều loại thực vật sinh trưởng tự nhiên. Dọc sông có một số hộ dân sinh sống, họ chủ yếu làm công việc tạm bợ để sống qua ngày. Theo thống kê, khu vực còn khoảng 6 hộ đang sinh sống. Thời gian dài để không, hiện khu đất có nhiều cỏ dại, rác và xà bẩn. Con đường mòn gập ghềnh dẫn vào bên trong khu đất, người dân di chuyển khó khăn. Với ưu thế mặt bằng rộng, hướng bờ sông, khi dự án hoàn thành, công viên sẽ là nơi thuận lợi để tổ chức các sự kiện, hoạt động cộng đồng và trở thành nơi vui chơi, giải trí, sáng tạo, luyện tập thể dục thể thao của người dân và du khách. Công viên sau khi hoàn thành sẽ có một số hạng mục chính như khu tổ chức các sự kiện, khu công viên trung tâm, đường chạy bộ, xe đạp,
kết nối toàn khu ven sông, nhà điều hành và tiện ích, nơi tổ chức các hoạt động ngoài trời. Đồng thời, được bố trí thảm cỏ, trồng cây xanh, hạng mục tiểu cảnh khác. Thành phố Thủ Đức sẽ cải tạo, chỉnh trang công viên theo hiện trạng khu vực, cải thiện vệ sinh môi trường. Thời gian hoàn thành dự kiến trước Tết Ất Tỵ 2025. Trước đó, Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Thủ Đức có công văn gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức về phương án chỉnh trang, vận hành công viên bờ sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Ba Son đến cầu Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm. Công viên dự kiến có tên là Sáng Tạo. Để khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp tham gia, giảm chi phí đầu tư vận hành, Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Thủ Đức đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức thực hiện chỉnh trang, vận hành công viên bờ sông Sài Gòn theo hình thức xã hội hóa. Với ưu thế về vị trí và không gian, việc đầu tư bằng hình thức xã hội hóa công viên cùng kết hợp vận hành, khai thác khi tổ chức các chương trình, sự kiện, cung cấp dịch vụ phục vụ đủ để thu hút nhà đầu tư tham gia việc đầu tư xây dựng và vận hành công viên. Chiều ngày 4 tháng 11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị có liên quan. Lời khai ban đầu, bị cáo Lan khẳng định bản thân không kháng cáo kêu oan mà xin cấp phúc thẩm xem xét lại hành vi phạm tội, bối cảnh phạm tội. Trình bày, bị cáo nói về quá trình hình thành gia tộc của mình, quá trình tham gia vào tái cấu trúc ngân hàng SCB và những việc làm đã giúp cho xã hội, cho người dân. Về hành vi, bị cáo Lan khẳng định bản thân chưa bao giờ có chữ ký nào vay vốn tại ngân hàng SCB, chưa bao giờ chỉ đạo bất cứ người nào tại ngân hàng SCB, chưa bao giờ nhân danh Vạn Thịnh Phát giao dịch hay đưa tham gia vào tái cấu trúc SCB, nên hội đồng xét xử xem xét lại vị trí, vai trò của mình tại SCB. Trước khi sáp nhập ba ngân hàng, tài sản của gia đình bị cáo rất nhiều như tòa nhà An Đông, tòa nhà Windsor Plaza, tòa nhà Sherwood Residency. Khi bị cáo nhận lời tham gia vào quá trình tái cấu trúc ngân hàng SCB thì ngân hàng đang rất khó khăn. Suốt khoảng thời gian này, lúc nào bị cáo cũng nghĩ đến kiếm nguồn tiền, đưa tài sản của gia đình vào để giúp SCB, bị cáo Lan nói. Nói về nguồn gốc hình thành khối tài sản, bị cáo Lan khai trước ngày giải phóng gia tộc là tiểu thương ở chợ Bến Thành. Sau năm 1975 thì gia đình bị cáo lựa chọn ở Việt Nam để lập nghiệp. Gia đình chủ yếu kinh doanh vải, mỹ phẩm khắp cả nước, rồi dần dần sau này nhà nước cho phép nền kinh tế tư nhân thì gia đình thành lập công ty tư nhân Vạn Thịnh Phát, rồi tập đoàn Vạn Thịnh Phát như hiện nay. Thời điểm đó bất động sản còn rẻ nên gia đình bị cáo sử dụng vàng mà mẹ bị cáo tích góp để mua và tạo lập nên khối tài sản này. Bị cáo Lan cũng xin giữ lại danh tiếng cho tập đoàn Vạn Thịnh Phát để các đối tác nhìn vào sau này còn hợp tác với tập đoàn. Trong vai trò Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Mai Tiến Dũng giúp Nguyễn Cao Chí hưởng lợi 2.700 tỷ đồng khi bẻ lái kết luận thanh tra với lý do quen biết và cũng vì thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên. Tại kết luận điều tra vụ Sài Gòn Đại Ninh mới ban hành, cơ quan điều tra Bộ Công an xác định bị can Nguyễn Cao Chí, Chủ tịch Công ty Đầu tư và Giáo dục Văn Lang, có hành vi nhờ cậy can thiệp vào Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và chính quyền Lâm Đồng để thâu tóm dự án Đại Ninh của Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Việc này khiến dự án Đại Ninh từ trường hợp phải chấm dứt hoạt động thu hồi đất theo kết luận thanh tra số 929 trở thành không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện dự án. Theo kết luận số 1033 ngày 30 tháng 6 2021, cả hai đều do Thanh tra Chính phủ ban hành. Sau khi dự án được tiếp tục thực hiện, bị can Chí không thực hiện mà chuyển nhượng cho tập đoàn Novaland thu lợi 2.700 tỷ đồng. Trong vụ án, bị can Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bị xác định thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên khi nhận đơn kiến nghị và truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về việc giao Thanh tra Chính phủ kiểm tra, ra soát, giải quyết phản ánh kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Việc này giúp Nguyễn Cao Chí bẻ lái kết luận của Thanh tra Chính phủ hưởng lợi bất chính. Hành vi của ông Mai Tiến Dũng bị xác định là phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quá trình điều tra, ông Mai Tiến Dũng khai Nguyễn Cao Chí là doanh nhân có mối quan hệ thân tình với cấp trên của Dũng. Năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, bị can Chí còn tài trợ máy thở và vật tư y tế chống dịch nên hai người quen biết, thỉnh thoảng gặp nhau. Trưa ngày 4 tháng 10 2020, Chí đến gặp ông Dũng tại Văn phòng Chính phủ, ban đầu nói chuyện về tài trợ máy thở, nhưng sau đó vị doanh nhân ngỏ ý có đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh xin gia hạn giãn tiến độ dự án Đại Ninh và nhờ báo cáo lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo chuyển đơn cho Thanh tra Chính phủ giải quyết. Bị can Chí khi đó khẳng định nội dung này ông ta đã báo cáo đề đạt và được cấp trên của ông Dũng ủng hộ. Do vậy, bị can Mai Tiến Dũng giao cấp dưới thực hiện theo đề nghị của Chí. Sau đó, đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh vẫn không được Thanh tra Chính phủ giải quyết, nên ngày 16 tháng 1 2021, Nguyễn Cao Chí hẹn ông Dũng ăn sáng tại nhà khách 35 Hùng Vương, Hà Nội.
Khi đó, bị can Trí nói được Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã qua đời, hướng dẫn tiếp tục gửi đơn lần hai đến Văn phòng Chính phủ nhờ ông Dũng báo cáo xin ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ với chỉ đạo mạnh mẽ hơn để Thanh tra Chính phủ tiến hành kiểm tra, ra soát, giải quyết. Như vậy, ông Minh sẽ có căn cứ thành lập đoàn giải quyết cho dự án được phục hồi. Do vậy, Mai Tiến Dũng có bút phê chuyển vụ 1 xử lý sớm vào đơn của công ty Sài Gòn Đại Ninh, giao cấp dưới xin ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ để tiếp tục chuyển đơn đến Thanh tra Chính phủ giải quyết. Sau đó thành công, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận bẻ lái theo hướng có lợi cho Nguyễn Cao Trí. Cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nộp lại tiền cảm ơn. Quá trình điều tra đến nay, cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thừa nhận hành vi vi phạm và khai được Nguyễn Cao Trí cảm ơn 200 triệu đồng. Ngoài ra, Trí còn hỗ trợ 380 triệu đồng tiền mua quà lưu niệm, bộ ấm chén cho lễ kỷ niệm của Văn phòng Chính phủ. Đến nay, ông Dũng cùng gia đình đã nộp lại số tiền là 580 triệu đồng. Nguyễn Cao Trí cũng khai quen biết nhiều lãnh đạo của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ. Trong đó, ông ta quen Mai Tiến Dũng từ năm 2015, khi vị này là bí thư tỉnh ủy Hà Nam. Tháng 10/2020, Trí đã thỏa thuận mua lại dự án Đại Ninh của bà Phan Thị Hoa, chủ công ty Sài Gòn Đại Ninh, do dự án bị kiến nghị thu hồi chấm dứt hoạt động theo kết luận số 929 của Thanh tra Chính phủ, nên Trí làm đơn gửi Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Văn phòng Chính phủ kiến nghị không thu hồi. Đồng thời, Trí nhờ lãnh đạo Chính phủ và bị can Mai Tiến Dũng có ý kiến chỉ đạo đề xuất chuyển đơn về Thanh tra Chính phủ. Việc này giúp lãnh đạo Thanh tra Chính phủ có căn cứ thụ lý, giải quyết theo hướng mong muốn của Trí. Do được Mai Tiến Dũng giúp đỡ, đơn của công ty Sài Gòn Đại Ninh đã hai lần được Chính phủ chuyển đến Thanh tra Chính phủ và sau đó một kết luận mới được ban hành, nội dung cho dự án Đại Ninh được tiếp tục thực hiện. Đạt mục đích, Nguyễn Cao Trí biếu ông Mai Tiến Dũng 200 triệu đồng, cảm ơn bị can Trần Bích Ngọc, cựu vụ trưởng vụ 1 Văn phòng Chính phủ 500 triệu đồng, 50 triệu đồng. Trong vụ án, Nguyễn Cao Trí còn bị cáo buộc hối lộ hàng loạt quan chức như Trần Văn Minh, cố phó tổng thanh tra Chính phủ 10 tỷ đồng, đưa bị can Trần Đức Quận, cựu bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng 2,1 tỷ đồng, Trần Văn Hiệp, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng 4,2 tỷ đồng cho người của thanh tra Chính phủ. Đại gia Nguyễn Cao Trí ngoài vụ án này còn bị phạt 8 năm tù do hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Trương Mỹ Lan. Vụ án chuẩn bị được xét xử phúc thẩm. Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an vừa công bố kết luận điều tra vụ án sửa đổi kết luận thanh tra dự án Sài Gòn Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng, đề nghị truy tố 10 bị can về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vụ án gây chú ý bởi liên quan đến nhiều cán bộ cấp cao tại Thanh tra Chính phủ, tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là Văn phòng Chính phủ. Trong số các bị can bị đề nghị truy tố, ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cùng với bà Trần Bích Ngọc, vụ trưởng 1 Văn phòng Chính phủ, bị cáo buộc tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để can thiệp vào kết luận thanh tra, tạo điều kiện cho dự án Sài Gòn Đại Ninh hồi sinh sau khi bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi đất do nhiều vi phạm. Theo kết luận thanh tra, sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra số 929 KLTTCP, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động thu hồi đất dự án Sài Gòn Đại Ninh, ông Nguyễn Cao Trí, người mua lại dự án từ bà Phan Thị Hoa, đã tìm cách lật ngược tình thế. Ông Trí đã hai lần gặp gỡ ông Mai Tiến Dũng để nhờ can thiệp. Lần gặp đầu tiên diễn ra vào tháng 10 năm 2020 tại trụ sở Văn phòng Chính phủ. Ông Trí đã gửi đơn kiến nghị và nhờ ông Dũng xử lý theo hướng báo cáo Phó Thủ tướng phụ trách Thanh tra Chính phủ để chuyển đơn giao Thanh tra Chính phủ giải quyết. Ông Dũng đã bút phê chuyển vụ 1 vào đơn và giao bà Trần Bích Ngọc báo cáo đề xuất. Tuy nhiên, do đơn của ông Trí chưa được Thanh tra Chính phủ giải quyết, ông Trần Văn Minh đã chết, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp tục hướng dẫn ông Trí làm đơn lần 2. Lần này, ông Trí hẹn gặp ông Dũng ăn sáng tại nhà khách 35 Hùng Vương, Hà Nội vào tháng 1 năm 2021. Tại đây, ông Dũng tiếp tục bút phê 2 lần vào đơn với nội dung chuyển vụ 1 và sau đó là chuyển vụ 1 giải quyết sớm. Hành vi can thiệp của ông Dũng cùng với sai phạm của các bị can khác đã tạo điều kiện cho dự án Sài Gòn Đại Ninh được gia hạn, giãn tiến độ trái pháp luật, giúp ông Trí thu lợi bất chính 2.700 tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản nhà nước. Kết luận điều tra cũng chỉ ra mối quan hệ thân quen giữa ông Dũng và ông Trí. Ông Trí khai quen biết ông Dũng từ năm 2015, khi ông Dũng còn là bí thư tỉnh ủy Hà Nam. Trong khi đó, ông Dũng khai ông Trí là doanh nhân có quan hệ thân tình với lãnh đạo cấp trên, từng đồng hành cùng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Vụ án đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận bởi tính chất nghiêm trọng và liên quan đến nhiều cán bộ cấp cao. Việc đưa vụ án ra xét xử công khai sẽ góp phần củng cố niềm tin của người dân vào sự nghiêm minh của pháp luật.
Theo kết luận điều tra, sau khi nhận tiền của đại gia Nguyễn Cao Chí, lãnh đạo và cán bộ thuộc Thanh tra Chính phủ đã quay xe hủy bỏ kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh, đồng thời ra kết luận mới cho dự án này được giãn tiến độ, tiếp tục thực hiện và nộp tiền theo đơn giá có lợi. Trong vụ án xảy ra tại công ty Sài Gòn Đại Ninh, cơ quan điều tra Bộ Công an cáo buộc 3 người là cựu cán bộ của Thanh tra Chính phủ có hành vi gian lận và hối lộ, gồm Lê Quốc Khanh, cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2, Hoàng Văn Xuân, cựu thanh tra viên chính, Nguyễn Nhỏ Định, cựu thanh tra viên. Bị can Nguyễn Ngọc Ánh, cựu tránh thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng bị xác định là nhận hối lộ, còn Nguyễn Hồng Giang, cựu Cục trưởng Cục 2, Thanh tra Chính phủ bị cáo buộc tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo điều tra viên, bị can Nguyễn Cao Chí, chủ tịch công ty giáo dục Văn Lang, tiến hành mua lại công ty Sài Gòn Đại Ninh kèm dự án Đại Ninh dù dự án này đang bị Thanh tra Chính phủ xác định phải thu hồi. Bị can Chí sau đó đã tác động hối lộ các quan chức cán bộ tại Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng để dự án Đại Ninh được chuyển phải thu hồi đất sang giãn tiến độ cho tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, ông Chí không xây dựng mà bán cho tập đoàn Novaland, hưởng lợi bất chính 2.700 tỷ đồng. Thành lập tổ kiểm tra là trái quy định. Trong vụ án, phía điều tra cáo buộc tại Thanh tra Chính phủ có hai vi phạm chính. Đầu tiên là sai phạm trong việc thành lập tổ công tác kiểm tra xác minh đơn của công ty Sài Gòn Đại Ninh. Cụ thể, sau khi có kết luận số 929 kiến nghị bị thu hồi dự án Đại Ninh, công ty Sài Gòn Đại Ninh hai lần gửi đơn kiến nghị xin tiếp tục thực hiện dự án nhưng không được Thanh tra Chính phủ xem xét. Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cũng hai lần nhận văn bản chuyển đơn của Văn phòng Chính phủ nhưng không giải quyết. Do vậy, vào tháng 8/2020, Chủ tịch Công ty Sài Gòn Đại Ninh là bà Phan Thị Hoa bàn bạc với Nguyễn Cao Chí về việc chuyển nhượng dự án Đại Ninh cho Nguyễn Cao Chí vì biết ông ta có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ nên có thể xin gia hạn dự án. Sau khi thỏa thuận với bà Hoa, bị can Chí hẹn gặp ông Trần Văn Minh, lúc đó là Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhiều lần, nhờ giúp đỡ không thu hồi dự án Đại Ninh và được đồng ý. Ông Minh hướng dẫn Chí làm đơn gửi đến lãnh đạo Chính phủ qua Văn phòng Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo, chuyển đơn làm căn cứ xem xét giải quyết. Sau đó, Nguyễn Cao Chí tác động được bị can Mai Tiến Dũng, lúc đó là Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giúp có phiếu chuyển đơn. Thực tế, Thanh tra Chính phủ nhận được công văn số 8570 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ với nội dung chuyển đến Thanh tra Chính phủ đơn kiến nghị của công ty Sài Gòn Đại Ninh để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật và trả lời doanh nghiệp. Sau chỉ đạo trên của Phó Thủ tướng Thường trực, Thanh tra Chính phủ lập tổ kiểm tra xác minh nội dung kiến nghị của công ty Sài Gòn Đại Ninh do bị can Lê Quốc Khanh làm tổ trưởng. Cơ quan điều tra cho rằng Sài Gòn Đại Ninh không phải đối tượng được thanh tra theo kết luận số 929 kiến nghị bị thu hồi dự án Đại Ninh nên việc thành lập tổ kiểm tra là trái quy định. Đưa hối lộ cho tổ thanh tra. Sai phạm thứ hai xảy ra tại Thanh tra Chính phủ, xảy ra trong quá trình kiểm tra xác minh và ban hành kết luận số 1033 trái với kết luận 929 đã ban hành. Việc này diễn ra từ tháng 1/2021 khi ông Trần Văn Minh với vai trò là Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo bị can Lê Quốc Khanh quan tâm tạo điều kiện giải quyết kiến nghị của công ty Sài Gòn Đại Ninh theo hướng cho gia hạn, giãn tiến độ dự án Đại Ninh. Bị can Khanh tiến hành họp tổ công tác truyền đạt ý kiến trên của ông Minh cho các thành viên. Vào tháng 3/2021, tại trụ sở Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, tổ công tác làm việc với đại diện công ty Sài Gòn Đại Ninh gồm Nguyễn Cao Chí, Tổng Giám đốc, bà Trần Thị Thanh Thủy, Phó Tổng Giám đốc công ty tập đoàn Capella và ông Bùi Anh Tuấn, trợ lý của Chí. Tổ công tác yêu cầu công ty Sài Gòn Đại Ninh làm rõ một số nội dung kiến nghị và cung cấp bổ sung các tài liệu phục vụ yêu cầu kiểm tra, xác minh, chứng minh năng lực tài chính để xem xét việc gia hạn dự án. Sau cuộc họp, Chí đã gặp và đưa cho Nguyễn Ngọc Ánh, lúc đó là tránh thanh tra tỉnh Lâm Đồng, phong bì đựng 100 triệu đồng để nhờ quan tâm giúp đỡ cho công ty Sài Gòn Đại Ninh được gia hạn dự án. Chiều cùng ngày, Nguyễn Cao Chí đến khách sạn Dinh 2, thành phố Đà Lạt gặp thanh tra viên Hoàng Văn Xuân để trao đổi, thống nhất về nội dung và ký biên bản làm việc. Sau đó, ông ta qua gặp riêng Lê Quốc Khanh tại phòng nghỉ của Khanh, đưa 500 triệu đồng và nhờ ủng hộ công ty Sài Gòn Đại Ninh. Một phong bì khác chứa 100 triệu đồng cũng được Chí gửi đến cho Khanh để cảm ơn tổ công tác. Làm việc xong ở Lâm Đồng, tổ công tác di chuyển xuống thành phố Hồ Chí Minh để xác minh năng lực tài chính của công ty Sài Gòn Đại Ninh. Do vậy, Nguyễn Cao Chí mời bị can Khanh đi ăn tối tại khách sạn Park Hyatt, quận 1 để cung cấp tài liệu chứng minh năng lực tài chính, gồm văn bản xác thực số dư hơn 2.000 tỷ đồng trên tài khoản công ty tại ngân hàng Sacombank. Lần này, Chí đưa cho ông Khanh một phong bì đựng 200 triệu đồng. Quá trình dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh của Thanh tra Chính phủ ngày 4/5/2021, Chí liên hệ với bị can Khanh và được dẫn sang phòng làm việc của Nguyễn Hồng Giang, cục trưởng thuộc Thanh tra Chính phủ để chào hỏi. Lần này, bị can Chí đưa cho Giang và Khanh mỗi người một phong bì 200 triệu đồng để cảm ơn. Do đã đồng ý giúp đỡ Nguyễn Cao Chí,
cả Thanh tra Chính phủ và Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng đều thống nhất không thu hồi dự án Đại Ninh mà cho giãn tiến độ tiếp tục thực hiện. Việc này thể hiện qua kết luận số 1033 ngày 30 tháng 6 2021 do ông Trần Văn Minh ký, cảnh sát cáo buộc ông Minh nhận từ bị can Trí là 10 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cho rằng kết luận số 929 về chấm dứt hoạt động thu hồi đất dự án Đại Ninh do kiểm tra xác minh có vi phạm pháp luật đất đai và đầu tư là đúng quy định pháp luật, có cơ sở thực tiễn, còn việc thành lập tổ công tác rồi ra kết luận số 1033 với nội dung trái ngược khi chủ đầu tư không khắc phục sai phạm là không có căn cứ pháp lý. Việc này tạo điều kiện giúp cho Nguyễn Cao Trí bán dự án cho Novaland, thu lợi bất chính 2.700 tỷ đồng. Ngoài ra, nhà nước không thu hồi được 3.595 hectare đất, lòng hồ của dự án Đại Ninh gây lãng phí tài nguyên. Từ khi dự án được chấp thuận cho đến giãn tiến độ, công ty Sài Gòn Đại Ninh không triển khai dự án, không xây dựng bất cứ hạng mục mới nào, tiếp tục để xảy ra 24 vụ vi phạm như phá rừng, lấn chiếm trái phép. Quá trình điều tra, ông Trần Văn Minh đã qua đời, còn bị can Lê Quốc Khanh khai biết ông Minh và Nguyễn Cao Trí có mối quan hệ thân thiết, gần gũi. Ông Minh chỉ đạo, áp đặt và yêu cầu Lê Quốc Khanh và tổ công tác tạo điều kiện cho công ty Sài Gòn Đại Ninh không bị thu hồi dự án, khôi phục nghĩa vụ tài chính cho nộp tiền sử dụng đất theo đơn giá năm 2014, có lợi cho Sài Gòn Đại Ninh. Liên quan tới vụ án tại dự án Hạc Thành Tower gây thất thoát 55,8 tỷ đồng mà Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự, có một bị can không nhận tội. Theo cáo trạng, trong số 11 bị can bị truy tố, duy nhất bị can Đinh Cẩm Vân, cựu giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa không thừa nhận hành vi phạm tội. Trong cáo trạng truy tố, cơ quan tố tụng xác định bị can Đinh Cẩm Vân cùng 4 bị can khác là Nguyễn Bá Hùng, Văn Xuân Hùng, Cù Đình Hiền và Bùi Văn Nam chịu trách nhiệm thẩm định, tham mưu, đề xuất giá giao đất cho công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Mã thực hiện dự án Hạc Thành Tower. Tuy nhiên, các bị can này đã trình Trịnh Văn Chiến áp dụng giá giao đất tại thời điểm tháng 1 2013 theo đơn giá đất năm 2009 trái pháp luật. Trình Nguyễn Đình Xứng ký quyết định phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của công ty Sông Mã là 21 triệu đồng trên 1m2 trái pháp luật gây thiệt hại cho nhà nước. Tất cả các bị can đều khai nhận hành vi phạm tội, chỉ bị can Đinh Cẩm Vân không nhận tội, nhưng cựu giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa vẫn tự nguyện nộp 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án. Cơ quan tố tụng cũng cho biết, dù không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đủ căn cứ xác định bị can Đinh Cẩm Vân đã thống nhất áp dụng giá giao đất trái pháp luật cho công ty Sông Mã gây thiệt hại cho nhà nước. Cáo trạng cũng thể hiện trong vụ án này, Nguyễn Mạnh Sơn và Đinh Xuân Hướng, cựu chủ tịch và tổng giám đốc công ty Sông Mã, được hưởng lợi là 9.940 tỷ đồng, trong đó Sơn hưởng lợi 3,5 tỷ đồng, Hướng hưởng 6.440 tỷ đồng, từ việc nhượng đất trái quy định cho Phùng Thị Tâm, Lê Thị Giang. Nguyễn Mạnh Sơn khai báo đã chuyển số tiền 3,5 tỷ đồng cho ông Nguyễn Văn Hòa theo yêu cầu của ông Nguyễn Xuân Phi, nguyên bí thư thành phố Thanh Hóa. Tuy nhiên, quá trình điều tra, ông Nguyễn Xuân Phi và ông Nguyễn Văn Hòa không thừa nhận nên cơ quan điều tra không có căn cứ xem xét. Một nguồn thông tin cho hay, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an phía Nam vừa phối hợp cùng một số đơn vị liên quan bắt giữ đại ca giang hồ một thời Bình Kiểm, tức Phạm Đức Bình, 54 tuổi, quê ở Quảng Ninh. Thông tin cho hay, Bình Kiểm bị bắt để điều tra liên quan đến một vụ mua bán vũ khí quân dụng của đối tượng có biệt danh V Mèo. Bình Kiểm từng bị tuyên án 28 năm tù về các tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Với nhiều lần giảm án, sau 20 năm, Bình Kiểm ra tù trước thời hạn và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn thông tin này cho hay, gần đây có một số đối tượng có ân oán cũ tìm tới và Bình Kiểm liên hệ mua súng để phòng thân. Nhưng hành vi bị phát giác và bị bắt giữ để điều tra. Được biết, Phạm Đức Bình có biệt danh Bình Kiểm vì từng tham gia vào lực lượng kiểm soát quân sự ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi rời quân đội, Bình Kiểm dấn thân vào giang hồ và với bản chất ngang tàng, hung hãn, đã nhanh chóng trở thành đàn anh số má. Vào tù ra tội nhiều lần, càng làm cho Bình Kiểm có số má trong giới giang hồ. Bình Kiểm từng gây hấn với nhiều dân anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh một thời, trong đó có lần thách thức ông trùm Nam Cam, tức Trương Văn Cam. Cuối năm 2005, Bình Kiểm cùng đàn em thực hiện vụ bắt cóc thiếu gia Trầm Trọng Ngân, con của đại gia Trầm B, để đòi tiền chuộc 10 triệu USD. Nhưng lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ toàn bộ băng nhóm giang hồ của Bình Kiểm. Bình Kiểm lãnh 28 năm tù với hai tội danh trên, các đàn em cũng lãnh từ 18 đến 23 năm tù. Hoạt động trong giới giang hồ, Bình Kiểm luôn thích chơi súng, đạn và lần này khi trở về chưa được bao lâu, Bình Kiểm bị bắt giữ trở lại vì liên quan đến súng.